Ngày 26 tháng 10 năm 2019, sự kiện 1.000 CEO đã được diễn ra tại CTM Place, quy tụ 1.000 CEO chất lượng đến từ các ngành nghề khác nhau trên toàn khu vực miền Bắc. Đây là sự kiện thường niên của PDCA kết hợp với tập đoàn CEO K35 nhằm tri ân các học viên và tạo cộng đồng kết nối các doanh nghiệp cùng nhau kinh doanh bài bản và phát triển. Sự kiện 1.000 CEO là cơ hội lớn nhất trong năm dành cho các CEO, chủ doanh nghiệp cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi cơ hội và hợp tác làm ăn. Đây là sự kiện phi lợi nhuận để gây quỹ học bổng kiến tạo tương lai dành cho các sinh viên, các bạn trẻ khởi nghiệp có ước mơ làm kinh doanh. Sự kiện này có sự tham dự của tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Intracom, nhà đầu tư Shark Tank Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Thái Hà Book. Và chuyên gia tác giả Hoàng Đình Trọng, Chủ tịch Công ty PDCA, tác giả hai cuốn sách Bán chạy, Giải phóng lãnh đạo và Tự động hóa doanh nghiệp. Muốn là có một ngày ở đây rất là tuyệt vời cho các bạn đó tôi. Sự kiện 1.000 CEO là cơ hội lớn nhất trong năm dành cho các CEO, chủ doanh nghiệp cùng nhau giao lưu học hỏi, trao đổi cơ hội và hợp tác làm ăn. Tại sự kiện, các CEO được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm, bài học quý báu từ chuyên gia và doanh nhân lớn, giúp những thế hệ doanh nhân mới chập chững vào con đường kinh doanh, có cách làm bài bản ngay từ đầu, tránh những đoạn đường sóc, những vũng lầy khi làm doanh nghiệp. Sự kiện quy tụ những CEO tuyệt vời, có đam mê kinh doanh, mong muốn làm lớn, làm bài bản, chất lượng, họ có tư duy và hướng tới những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội và đất nước. Tại sự kiện, đội đặc nhiệm FOH đã được ra mắt với nhiệm vụ trao quyền thực thi sứ mệnh nhân bản doanh nghiệp thịnh vượng toàn cầu. Biệt đội giải cứu doanh nghiệp sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các CEO mắc kẹt trong chính lĩnh vực thị trường ngách của mình, hướng tới một cộng đồng CEO phát triển bài bản, thịnh vượng trong tương lai và đi kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, phần kết nối CEO thông qua việc cài app công nghệ Genius cũng mang lại những trải nghiệm thú vị và những giá trị tuyệt vời. Sự kiện 1.000 CEO kết thúc để lại ấn tượng mạnh mẽ và dấu ấn không thể nào quên đối với đội ngũ PDCA, cùng với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp xây dựng doanh nghiệp thành công, tự động hóa doanh nghiệp để giải phóng lãnh đạo và nhân bản doanh nghiệp. Xin chúc cho gia đình anh chị Sự kiện 1.000 CEO sẽ tiếp tục được diễn ra và tạo cơ hội kết nối cho những CEO miền Nam vào ngày 1 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. PDCA, giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp của bạn.